Đúng là cái thời buổi bây giờ chả biết thế nào mà lận. Con cái đặt đâu bố mẹ phải ngồi đấy đấy. Chính vì thế hôm nay tôi phải hạ mình sang đây thương chuyện với bà, cho hai đứa nó đi lại với nhau. Vì ý bà thế nào? Thế này ông ạ, nếu mà ông muốn cho con gái tôi về làm dâu nhà ông thì phải có một cái nhà ở trên phố, mà mặt phố thì càng tốt, với lại cả dẫn cưới 100 triệu. Nhà mặt phố? Vâng. Và thách cưới 100 triệu. Bà đi giết người à? Bố! Hả? À? Tại sao con cái nó yêu nhau, nó muốn đến với nhau, mình làm cha làm mẹ mà mình làm những cái việc ấy, bà ác nó vừa vừa. Tôi nói cho nhà ông biết nhá, con gái tôi nó xinh đẹp, nó phải lấy được cái thằng đại gia giàu có, chứ đâu lấy cái nhà nghèo rất bùng tơi như nhà ông ấy. Mà cái thằng con ông ấy, đến cái bằng đại học còn không có. Ông nghĩ tôi đưa con tôi sang làm dâu nhà ông để làm ô sin như nhà ông à? Vấn đề thì chỉ có như thế thôi. Nếu đủ điều kiện thì tôi cho hai đứa lấy nhau, còn không thì hai bố con nhau lướt đi cho nước vào trong. Kiểm bác. Thả chó. Này, mà cái giỏi mà thả chó đi. Đây có riêng mẻ mắm tôm nhá. Nhá. Bà tưởng cái báu lắm ấy. Xin lỗi bà nhá. Con tôi không bao giờ chịu đi làm rẻ cái nhà mà này hám tiền hám của như nhà bà. Bà hiểu chưa? Đi về. Này tôi xin lỗi bà nhá. Cái dòng họ nhà tôi ít ra có người làm con to đấy. Trời ơi, quan gì? Quan hoạn hay là quan tài? Bà gấp ngay cái mồm, chặt cập bà lại. Được rồi. Đấy, bà cứ giữ con gái bà, giữ ở lại mà giao bán đi nhá. Nó không phải 100 triệu đâu, nó 100 tỷ ấy. Đúng. Nhá. Ông về đi. Đi về. Máu lắm đấy. Còn nhớ ý hôm ý nào ý, em tiến đi anh ấy đi trên bến sông quê ý, ta đang tình tê đi đình lời thề họ hẹn trước đi sau anh lên đường đi tình. Ta đang tình tê đi đình lời thề họ hẹn trước đi sau anh lên đường đi đi đi.
Mày là cái loại mà gà khỏe ăn của cố say không hả con? Bố có yêu đâu mà biết. Nó không phải cãi. Yêu cái gì? Suốt ngày nó chửi đồng nó còn yêu cái gì? Hả? À, bố đặt mày tên là Hoan nhá. Mày mà lấy nó thì ngày hôm ấy mày có tin là bố mày không bao giờ hỉ không? Hả? À. Người yêu của con mà. Mà thôi, không có cãi nhau bố nữa. Nói nó phản ứng luôn đấy. Nuôi mày ra tốn cơm đấy. Mày giỏi mày đi đâu mày đi đi. Để cho mình ấy cho mình bay xa ơi đi mừng nghề mừng nghề vui mừng vui thời với cành cái người ở đâu mà hết ngày rồi lại đến đêm ý như là ông đã hao nghèo lũ hết cả ruột cả gan đứa nào mà vô phúc về nhà làm dâu nhà ông này có mà chết non. Mẹ ơi mẹ thôi đừng nói nữa mẹ. Thế mẹ nói không đúng hay sao hả? Việc gì mà phải sợ? Lão ấy là như là đàn bà ấy, còn không bằng đàn bà đằng khác ấy. Thôi mà, bớt giận, bớt giận. Độc mồm, độc miệng, mở mồm ra là cứ như là rủa người ta chết đi. Không có, không có, không có chuyện đấy đâu. Mẹ nghĩ nhiều rồi, thôi bớt. Bà vừa nói ai độc mồm, độc miệng đấy? Thì tôi nói ông đấy. Tôi mà độc mồm, độc miệng nhá, thì cái mồm của mụ thối không kém nhá. Bây giờ tôi mới đổ ra rằng là chính cái mồm mụ thối ấy. Thở ra nó thối quá chính vì thế cho nên chồng mụ nó mới chết sớm. Cái lão già chết tiệt kia nhá, lão ăn nói độc mồm độc miệng lắm người thôi nhá. Lão có tin là tôi sẽ tôi đốt giếng nhà lão không? Ôi trời ơi, đốt giếng tôi sợ quá cơ. Này, giỏ xăng đốt luôn đi, giếng đầy nước đi, đốt cho nó cháy. Này, mày đi đâu ạ? Có lẽ Hà Nội, có nhục lắm rồi. Sao mày nhục? Bố với bác, cứ nhà cãi nhau đi. Mày đi. Cả chống nuôi con cũng nuôi mày đi 20 năm nay rồi cuối cùng bây giờ mày bất hiếu như thế à? Mày giỏi mày đi thẳng đi nhá, đừng bao giờ về nữa nhá. Ông sướng chưa? Quay lạ nhỉ, cái lão này hai hôm nay thấy im ắng, chả yéo gì cả. Mình phải sang xem có khi là hắn lại chết còng keo trong nhà rồi ấy chứ. Ông Quang ơi! Ông Quang! Tôi không còn sức để cãi nhau với bà nữa đâu nhá. Không, tôi sang đây không phải là để cãi nhau với ông. Mà cả ngày hôm nay không thấy ông hát, tôi thấy nó trống vắng. Tôi nghĩ là ông ốm, nên là tôi sang thăm. Sao nóng thế này? Sao không gọi thằng cu nó về? Đuổi nó đi rồi. Bây giờ mũi nào để gọi nó về nữa. Cứ cậy làm cha làm mẹ, nó cũng làm khổ chúng nó. Ông nghĩ được như thế là tốt lắm rồi. Bây giờ mình cũng không có nhiều nhặt gì, có mỗi một đứa con thôi. Nghĩ mang chúng nó cũng thấy tủi thân mà cô cũng làm như thế này cũng khổ thân lắm. Nhưng mà nó không được bỏ nó về. Thôi, ông ốm như thế này để tôi về nấu cho ông bắt cháu hành. Ông ăn nó toát mồ hôi ra cái là đỡ thôi mà. Nhá. Ăn xong rồi,
nằm xuống mà nghỉ ngơi đi, thì cũng bắt mồ hôi ra ấy là nó đỡ thôi mà. Ông nằm đây nghỉ ngơi đi, để tôi đi ra cho cô Tam nhé. Đúng là đàn bố ở đây vẫn cứ chờ đợi nghe tiếng nhạc mua lên các cung thủ bà bên dưới và cứ được trông ngoài để nhớ không nghe tiếng nhạc và ăn không có giai điệu, ngủ không có chút báo thức. Giờ thì ông đã thấy cái sự có ích của cái bà nắm hôm này chưa? Hôm nay mà tôi không sang đây ý, thì cũng chả biết được rằng là ông sẽ đi đâu về đâu đấy. Bằng những cái tiếng mà chửi chó mắng gà, tiếng nhớ hàng xóm tối lửa tận đèn có nhau, hàng xóm quan trọng lắm bà. Đấy, ví dụ như ngày hôm nay ốm đau mà không có bà thì tôi với ông ngày nào cũng cãi nhau, nên đùng một cái ông sang ông bảo cưới cho cái thùng con trai nhà ông ấy, tôi cũng thấy nó cứ ngại ngại nên là cũng sẵn đang bực nữa, thành ra là tôi đi khách bừa đấy. Để cho ông thấy khó. Mình làm cha làm mẹ chỉ vì cái ích kỷ, cái bảo thủ cá nhân mà tự nhiên làm khổ chúng nó, không kết duyên với chúng nó, có khi mình bị mất con mà. Tôi thì năm cũ cũng sắp qua, năm mới sắp đến rồi, bao những chuyện mà không vui thì mình cho rằng sau bỏ đi để có một cái xuân mới và có nhiều điều vui mới bạn nhé. Vâng. Tôi hứa với bà là nếu để có hai đứa nó lấy nhau thì ngày nào tôi cũng sang nhà bà để cùng với bà nhảy múa đen tắc kinh mà theo làn điệu chèo. Cái ông này lại ông này cứ hay đùa. Thôi thế ông nghỉ đi, để tôi gọi chúng nó về nhé. Mẹ, con nghe. Con đang ở đâu đây? Bọn con đang chuẩn bị sang Campuchia làm ăn rồi ạ. Cái gì? Campuchia à? Campuchia? Này, sao đấy lạc nước lạc cái này, không ổn đâu. Thôi về đi con, ở đấy là nguy hiểm lắm. Con đùa đấy. Mẹ ơi, bọn con đang ở Hà Nội, đang làm thủ tục đăng ký để mà đi du học Hàn Quốc với nhau đấy. Hàn Quốc á? Vâng. Như thế thì được. Hay là mẹ ơi, hay là giờ có xe đưa đón bố mẹ lên Hà Nội rồi bọn con nói chuyện kỹ hơn được không mẹ? Được. Chúng nó bảo cho xe từ Hà Nội về đây đón bố mẹ, đi lên đấy để bàn chuyện cho kỹ hơn đó. Ôi thế thì vui quá. Thế bảo mẹ chuẩn bị, tôi cũng chuẩn bị đi. Thế ta đi thôi. Nè, tôi hết ổn rồi. Quay đi con ra, để về tôi về nhé. Về chuẩn bị. Bà đi đâu mà bà lại ra đây? Tôi đi mua. À, xem nào. Nhanh thế đấy. Đã mua áo rồi, con rể tương lai rồi. Ồ không, cái màu này thì con trai mặc gì là tôi mua cho ông ấy. Sao giống nhau đến thế? Tôi cũng đi mua cho bà cái váy để tôi với bà đằng nào cũng ra phố ăn mặc cho đỡ nhếch nhác, để cho con nó đẹp mặt. Giống nhau quá. Thế thì tôi ta về đi. Công ty cổ phần tư vấn du học và thương mại VJ
Lấy đi vào bà. Bố. À, con. Dạ. Bố đến đâu chưa bố? Bây giờ bố mới đến đây. Bố với bác vào đây cứ tính được. Bố yên tâm chưa ạ? Cơ người khán giả thế này, bố yên tâm rồi. Nhưng mà này, thế bao giờ thì hai con bay? Đầu năm sau thôi ạ, khoảng 2 tháng nữa thôi là bọn con bay rồi. Mà này, dạ. Các con điều thật đấy, lấy tiền ở đâu ra, rồi tiền ăn, tiền học, tiền ở nữa. Bác ơi, ở đây bọn con chỉ cần đóng 4 triệu thôi là sẽ được trung tâm lo cho, nhập học với đầy đủ tài liệu này, lại còn được ở ký túc xá miễn phí nữa. Bao lâu cũng được, cho đến khi bay thì thôi bác ạ. Thế thì tốt quá. Hay nhỉ. Trung tâm này hay thật đấy. Đây, thế là con đăng ký cho bố một suất. Cho cả cô Nguyệt luôn. Nhưng ở cũng miễn phí, mất tiền đâu mà lo. Này, bố với cô Nguyệt ở đây thì tiện thể chăm sóc các con luôn được gì nữa. Bố, ai lại thế bây giờ? Nếu mà như thế thì mẹ cũng đồng ý cho hai đứa cùng đi sang bên đấy với nhau để mà tiện bảo ban nhau. Con cảm ơn mẹ. Trời ơi, yêu mẹ nhất. Bố mẹ khỏe, ở đây có lạnh không con? Mẹ ơi, tên này lạnh sao không đi vào nhà mà lại còn ra đấy mà đứng? Nhưng mà tết đầu mùa mà mẹ, đẹp lắm. Không ra chụp hơi phí. Ôi giời, đây, đấy các con có vẻ béo già đấy. Này, tết lên mấy cân? Dạ vâng ạ, đồ ăn đây ngon lắm, nên bọn con tăng 5 cân. Mẹ ơi, con vừa mới thi đấu top bịch bà, được thưởng 20 triệu luôn á. Con nữa. Mẹ thấy con siêu không? Ôi giời, các con giỏi quá. À, bố mẹ ơi, con có mua cho bố mẹ ít nhân sâm ý. Bố mẹ nhớ ngâm mà uống nha, giữ sức khỏe. Bố mẹ giữ sức khỏe nhá. Úi giời, thế nhất các con này. Dạ, con dạ. Yêu bố mẹ. Yêu. Mẹ yêu các con.